Cô chào tất cả các con. Hôm nay cô lại được gặp tất cả các con trong tiết toán. Bài: chia số có 4 chữ số cho số có 1 chữ số. Tiếp theo. Mở đầu bài học hôm nay, cô mong muốn được tặng quà cho tất cả các con. Các con đã sẵn sàng để nhận quà chưa? Bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau mở món quà ngày hôm nay qua một trò chơi. Hộp quà bí mật. Cô có hai món quà. Bây giờ chúng ta sẽ mở món quà đầu tiên. Đó là một phép tính. Thực hiện tính 1656 chia 4. Các con đã sẵn sàng chưa? Các con có 10 giây. 10 giây bắt đầu. Đã hết thời gian, các con đã thực hiện được phép chia này chưa? Bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau mở hộp quà để so sánh kết quả của các con và cô có trùng nhau không? Một nghìn sáu trăm năm mươi sáu chia 4 bằng 414. Đã có bao nhiêu bạn trùng với kết quả của cô? Nếu các con trùng với kết quả của cô, các con hãy tự vỗ tay, tán thưởng cho mình nào. Chúng ta vừa mở xong hộp quà thứ nhất. Chúng ta mở tiếp hộp quà thứ hai. Hộp quà thứ hai, nội dung là gì? Đó là một bài toán. Một cửa hàng có 1055 bút chì, đã bán 1/5 số bút chì. Hỏi cửa hàng đã bán bao nhiêu bút chì? Ở bài toán này, yêu cầu các con viết phép tính và tìm cửa hàng đã bán bao nhiêu bút chì. Các con có 10 giây, 10 giây suy nghĩ, bắt đầu. Đã hết thời gian suy nghĩ, các con đã tìm được phép tính của mình chưa? Các con ở bài toán này, các con vận dụng kiến thức tìm một trong các phần bằng nhau của một số. Ở bài này có 1/5, nên các con viết phép tính 1055 chia 5. Kết quả là bao nhiêu? Chúng ta hãy cùng nhau mở hộp quà. Như vậy, cửa hàng đã bán được 211 bút chì. Có bao nhiêu bạn trùng kết quả với kết quả của cô? Nếu các con có trùng với kết quả của cô, các con hãy tự thưởng cho mình nhé. Như vậy, cô đã vừa tặng quà cho tất cả các con. Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục bài học. Nội dung bài học hôm nay gồm có: một, chia số có 4 chữ số cho số có 1 chữ số. Tiếp theo. 2, bài tập vận dụng. Qua 2 ngày học bài, chia số có 4 chữ số cho số có 1 chữ số. Chắc các con đã thực hiện chia thành thạo, chia rút gọn. Hôm nay, cô tiếp tục hướng dẫn các con chia số có 4 chữ số cho số có 1 chữ số. Bài học hôm nay chúng ta lưu ý điều gì? Cô cùng các con đi vào phép chia đầu tiên. 4218 chia 6. Các con còn nhớ khi thực hiện phép chia chúng ta thực hiện mấy bước? Đúng rồi, khi thực hiện phép chia
chúng ta thực hiện hai bước. Bước 1, đặc tính 4218 chia 6. Bước 2, thực hiện chia từ trái qua phải. Ở bài chia này, chúng ta lưu ý điều gì? Bây giờ, cô cùng các con bắt đầu thực hiện chia nhé. Ở lượt chia đầu tiên, chúng ta chia từ hàng cao nhất, đó là hàng nghìn. 4 chia 6, nhưng vì 4 nhỏ hơn 6, nên ta lấy số tiếp theo là 42 chia 6, được 7, viết 7. Các con còn nhớ chia rút gọn ở bước nào? À, chúng ta rút gọn ở bước 7 nhân 6 bằng 42. Và bước 42 trừ 42 bằng 0. Chúng ta chỉ ghi kết quả dư của phép trừ vào dưới số bị chia. Viết 0. Đến lượt chia thứ 2. Hạ 1. Các con có nhận xét gì về số bị chia và số chia? Đúng rồi. Số bị chia là 1, số chia là 6. 1 nhỏ hơn 6. Đối với số bị chia nhỏ hơn số chia, khi chia, chúng ta lần lượt viết 0 vào bên phải thường. Vậy 1 chia 6 được 0, viết 0. 0 nhân 6 bằng 0. 1 trừ 0 bằng 1, viết 1. Đến lượt chia thứ 3, hạ 8. 18 chia 6 được 3, viết 3. 3 nhân 6 bằng 18. 18 trừ 18 bằng 0, viết 0. Ở lượt chia cuối cùng, các con nhìn thấy số dư là 0. Vậy phép chia 4218 chia 6 bằng 703 là phép chia hết. Ở phép chia này, các con lưu ý điều gì? Ở phép chia này, trong quá trình thực hiện chia, ở lượt chia đầu tiên, nếu số bị chia nhỏ hơn số chia, thì ta thêm số tiếp theo để chia. Ví dụ, 4 nhỏ hơn 6, nên chúng ta thêm số tiếp theo là 2, 42 chia 6. Nhưng, kể từ lượt chia thứ 2, mỗi lần chia chỉ hạ một chữ số của số bị chia để chia. Nếu số bị chia ở lượt chia đó bé hơn số chia, thì ta viết 0 vào bên phải của thương. Ví dụ, 1 là số bị chia, bé hơn 6 là số chia, thì ta viết 0 vào bên phải của thương là 1 chia 6 được 0. Để giúp các con hiểu hơn về phép chia này, chúng ta sẽ sang phép chia thứ hai. 2407 chia 4. Bước 1, ta đặt tính 2407 chia 4. Bước 2, thực hiện chia lần lượt từ trái sang phải. Ở lượt chia đầu tiên, theo các con, lấy mấy chia cho mấy? À,
Đúng rồi, ở lượt chia đầu tiên, chúng ta lấy 24 chia 4 được 6, viết 6. 6 nhân 4 bằng 24. 24 trừ 24 bằng 0, viết 0. Đến lượt chia thứ hai. Hạ 0. Chúng ta lưu ý, số bị chia nhỏ hơn số chia, nên chúng ta viết 0 vào bên phải của thương. 0 chia 4 được 0, viết 0. 0 nhân 4 bằng 0. 0 trừ 0 bằng 0, viết 0. Đến lượt chia thứ ba, hạ 7. 7 chia 4 không nằm trong bảng chia 4, nên chúng ta ước lượng thương. 7 chia 4 được 1, viết 1. 1 nhân 4 bằng 4. 7 trừ 4 bằng 3, viết 3. Ở lượt chia cuối cùng, các con nhìn thấy số dư là 3. Vậy, phép chia 2407 chia 4 bằng 601 dư 3 là phép chia có dư. Vận dụng các kiến thức vừa học, các con hãy cùng nhau làm phiếu bài tập nhé. Đây là nội dung phiếu bài tập ngày hôm nay. Phiếu bài tập này có 3 bài. Bài 1 yêu cầu tính. Bài 1 đã đặt sẵn tính. Các con chỉ việc vận dụng bài học ngày hôm nay để thực hiện tính chia. Bài 2 yêu cầu đúng ghi đờ, sai ghi sờ. Ở bài tập này đã thực hiện 3 phép chia, nhưng các con vận dụng bài vừa học để xác định được bài nào chia đúng, bài nào chia sai. Nếu bài nào chia đúng, các con ghi chữ đờ vào vòng tròn này. Nếu bài nào chia sai, các con sẽ ghi vào vòng tròn này, chữ sờ. Chúng ta sang bài 3. Bài 3, một đội công nhân phải sửa chữa 2025 mét đường ống nước. Đội đã sửa chữa được 1/5 số mét đường ống đó. Hỏi, đội còn phải sửa chữa bao nhiêu mét đường ống nữa? Ở bài này, các con vận dụng kiến thức đã học, muốn tìm một trong các phần bằng nhau của một số, ta lấy số đó chia cho số phần. Và vận dụng bài học ngày hôm nay, chia số có 4 chữ số cho số có 1 chữ số để giải bài toán này. Sau khi giải xong, các con hãy nhờ bố mẹ chụp hình gửi bài tập về cho cô. Nội dung bài học hôm nay các con cần nhớ đó là muốn chia số có 4 chữ số cho số có 1 chữ số. Ta làm như sau. Bước 1, đặt tính. Bước 2, thực hiện chia từ trái sang phải. Ở bài này, các con lưu ý. Trong quá trình thực hiện chia, ở lượt chia đầu tiên, nếu số bị chia nhỏ hơn số chia, thì ta thêm số kế tiếp để chia. Nhưng bắt đầu từ lượt chia thứ hai, mỗi lần chia chỉ hạ một chữ số của số bị chia để chia. Nếu số bị chia ở lượt chia đó bé hơn số chia, thì ta viết 0 vào bên phải của thương.
Các con hãy vận dụng các kiến thức hôm nay đã học để giải quyết bài tập hôm nay nhé. Cô chào tạm biệt tất cả các con. Hẹn gặp lại tất cả các con trong các tiết học toán hôm sau.